Em xin chào tất cả mọi người ha. Thì ở clip ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị là cái cây bông trang của mình, nguyên nhân của nó là bị héo, mà mình mới vừa tưới nước vô nhưng mà nó vẫn héo. Và cái cây của mình mới vừa tưới vô thì nó rút hết trơn nước, nó nhẹ ha. Thì em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái lý do. Như cái cây em lấy mẫu ở đây đi, vừa tưới nước vô là cái chậu cây trang này nè, nó rất là nhẹ luôn, nó không có nặng, nó không có giữ được nước. Mình vừa tưới vô mình dở lên nó nhẹ hửng đi như chưa tưới gì hết trơn nha anh chị. Cái này thì em mới tưới nè, rễ của nó nè nha anh chị. Đó, anh chị thấy rễ của nó ra nè ha. Đó, nước thì còn đang nhiễu nè. Đó, anh chị thấy nước nhiễu không? Thì cái lý do mà mình tưới vô á, mà cái cây trang của mình á, nó không giữ được nước mà nó nhẹ như vậy nè, là do cái chất trồng của mình đó nha anh chị. Cái chất trồng của mình đó là mình trộn nó xốp quá, thường là nó nhiều chấu anh chị. Ở trong cái chất trồng của cây trang mình trộn ở trong đó quá nhiều chấu, thành ra cái cây mình nó xốp, mà cái chấu đó thì nó chưa có mục. Như cái này nó hơi mục rồi, còn như anh chị trộn mà chấu sống nó nhiều quá, chấu sống là cái chấu nó còn nguyên cái hột vậy nè anh chị. Đó, nó nguyên cái hột lúa giống vậy nè anh chị, trộn vô nhiều quá thành ra trong này nó rất là xốp. Mình vừa tưới nước vô là nó sẽ thấm, nó thấu qua hết trơn luôn và nó chảy te xuống dưới luôn, nó không có giữ được nước. Với lại là trong này rễ của nó cũng không có ăn được cái nhiều cái cám sơ dừa được trong này nè anh chị. Mình trộn ít quá nó không giữ nước được, rễ mình nó bám vô cũng không có được, thành ra trong này chấu không à. Đó, cái nào mà nó mục quá thì cái rễ này, cái rễ tơ này nó mới ăn được nè nha anh chị. Đó, anh chị thấy không, nó ăn xuyên qua mấy cái mà mục mục này hết trơn, còn mấy cái hột chấu thì nó còn nè. Đó, mấy cái nào mục mục là rễ tơ nó bò, nó ăn xuyên qua luôn ha. Còn anh chị nào mà để ý, thường mình thấy mình để gần ở cái chậu cây thứ gì nè, mà mình để gần, khỏi cần để gần mặt đất, để gần cái cây mà nó bị mục á hoặc là chấu á, anh chị để ha, là một thời gian chị tưới nước tầm khoảng cỡ một tháng thôi, anh chị dở lên nó ăn rễ trắng hết trơn luôn. Cái miếng cây mà mục anh chị để gần ha, cái rễ nó đâm xuyên vô trong cái cây đó luôn anh chị. Cái rễ của cây trang nó ăn dữ vậy đó, là mình trộn trong này chấu nhiều quá là nguyên nhân đầu tiên ha. Thì nó sẽ bị chảy nước hết trơn luôn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lý do mà nó bị héo là nó không có đủ nước cung cấp cho cái cây của mình ha. Mình để ở ngoài nắng á, anh chị nào đó trong mát thì nó đỡ héo. Như cái cây này của em buổi trưa là nó héo hết trơn, cái bông này nó mềm nhũn luôn chứ nó không có cứng, không khích lại như vậy đâu. Là nắng lên á, cái nó không có nước á anh chị. Tại vì mình để trong chậu mà, mình trồng trong môi trường chậu này thì nó đâu có nước hút được đâu. Còn anh chị nào mà trồng ở ngoài đất á, thì ở trong đất á, cái cây mình nó giữ ẩm được, nó đỡ héo hơn, nó không có héo luôn nha. Hầu như là nó không héo luôn đó, nó đỡ hơn á. Còn anh chị nào mà trồng đất khô cằn dữ lắm thì nó mới héo thôi, thì nó sẽ héo cái cây của mình. Tại vì cái cây mình không giữ được nước, mình tưới vô là nó đã chảy tè ra hết trơn, nó không giữ được miếng nước nữa chứ. Mình tưới vô thì mình thấy, nếu mình để vô trong mát á, thì hồi nó xanh lại, nó tỉnh lại, như mấy cái bông nè, nó sẽ cứng lại, nó ngóc cái đầu lên lại. Còn nếu không mà nó sụ xuống rồi nó héo, giờ nó thiếu nước anh chị. Rồi sẵn ở đây thì em thấy cái cây này nó đang bị cái tình trạng này, thì em chia sẻ cho anh chị mình luôn. Đây, cái cây hoa mình nó nở ra gần hết mà nó như vậy nè. Đó anh chị mình thấy nè, đây là cái búp nó chưa nở nè nha anh chị, nó bị ruộng vô hết trơn rồi nè ha. Đó, thì ở đây anh chị nào trồng thường thì anh chị biết cái này là nó bị sâu rồi anh chị. Đế nó bị như vậy thường thì nó rất là lâu mà để ra được cái đọt khác, nó cuốn tơ lại như vậy, nó lâu ra lắm ha. Cái này mình xịt thuốc không có dính được nó nha anh chị, cái này mình chịu khó mình bắt bằng tay nha. Đó, nếu mà còn sâu nó còn trong này thì mình bắt được, còn nó đi rồi thì nó qua những cái nhánh khác mình tìm thử ha. Cái này nó bị sâu nè, nó ăn hết trơn rồi đó anh chị. Này, nó đi mất tiêu rồi anh chị ơi, nó ăn xong hết rồi, không còn gì ăn hết trơn, nó đi rồi. Cái này nữa là mình lấy cây kéo mình cắt ngang luôn anh chị, cho nó lên cho nó mạnh ha. Cắt ngang cặp lá sát dưới này hoặc là sát dưới này luôn nè. Đó, em tìm qua những cái cây kế bên nè, em nghĩ là nó bên đây nha anh chị, tại vì bên đây nó ăn hư hết trơn rồi, nghĩ chắc nó qua bên đây. Cái bông mới nè, dấu còn mới vô nè, này là nó bị sâu hơn. Cái nàng ở dưới này còn chân còn xanh luôn. Không có nót hả? Nó kéo tơ là hết trơn mà không thấy nót. Mình nói mà nó làm hai bông rồi đó anh chị. Bông này không có nó luôn.
hay thiệt ha. Bên đây nó cũng ăn nữa nè anh chị. Cái này nhiều bông nó bị chứ em nghĩ chắc nó có một con. Tối nó bò qua bò lại á. Em cũng có xịt thuốc ngừa ngừa lắm mà tại vì ở đây em trồng số nhiều nên là nó bị hoài anh chị ơi. Nó kéo tờ lại hết trơn nè. Này sẵn đây em bắt cho anh chị mình xem luôn á, để anh chị không có biết cái này là nó bị sâu, mình để nó ăn dưới từ từ hết mấy cái bông của mình nha anh chị. Như cái bông này là thua nè, nó ăn hết rồi, còn gì nữa đâu nở. Đây nè, nó qua tới bên đây nữa rồi nè. Bông chưa kịp nở hết nữa là nó đã kéo tơ hết rồi nè anh chị. Tại vì một tay em cầm điện thoại, một tay em vạch nó ra nên là nhiều khi lúc mình vạch ra nó nhảy xuống anh chị. Nó nhảy ra khỏi cái bông. Thì em không để ý nữa. Dấu này mới mà không thấy nó nè. Nó mất tiêu rồi anh chị ơi, không thấy nó ở trên này rồi. Cái này là nó bị gầy nha anh chị. Con nhà nữa nè. Trời ơi, nó qua bên này nó ăn. Nhưng mà không thấy nó ở đâu anh chị ạ. Chung bữa nay ở clip này em chia sẻ với anh chị mình vậy thôi. Sau này em bắt thêm cho anh chị nào mà chưa biết gì cái bông trang mình bị tình trạng vậy là nó bị sâu ăn đó, thì mình giặt ra mình bắt ha. Còn anh chị nào mà tưới cây mà gặp tình trạng giống như vậy nè, tưới vô mà nó khô nước hết trơn rồi mình, nếu mà anh chị nào trồng mà để ở ngoài chỗ nắng nhiều quá đó thì nó sẽ bị héo ha. Hoặc là anh chị để trên nền gạch giống vậy nè, cái cây mình dễ chết lắm nha anh chị. Buổi trưa trời nắng nóng quá nó hóc lên nha. Ví dụ như để ngoài nền gạch, nền xi măng gì đó mà anh chị không có kê lên để vậy nè, trưa nắng nó nóng dữ lắm nha anh chị, cái cây mình dễ chết lắm. Thì anh chị mình thay thêm cái chất chậm vô, bỏ bớt cái chấu đó ra ha. Thì nếu mà anh chị thay á, thì anh chị đừng có làm bể cái bầu nó, anh chị cứ để như vậy đi. Rồi anh chị thêm sơ dừa vô, ở đây thường thì em thêm sơ dừa vô là được rồi nha anh chị. Đó, mình nắm như là mình vũ, nó sức được cái nào nó sức, cái nào mà rễ nó chưa bám được, chưa ăn được đó, thì nó sức cho nó sức. Rồi bắt đầu mình mới bỏ sơ dừa vô, mình trộn vô thêm, mình chèn vô cái chậu lại ha. Rồi mình tưới kích rễ ra cho nó, khỏi tưới kích rễ cũng được, anh chị nào muốn nhanh thì tưới kích rễ vô cho nó mau ra lại, cho nó mau ăn vô cái phân đó là nó sẽ giữ nước được cho anh chị của mình. Nó như mấy cái chậu ở đây của em ra nè, cây của em ra thường sơ dừa rất là nhiều, anh chị thấy cái phân đen xì hết trơn, cái chậu nó rất là ẩm, nó bị héo lắm nha anh chị. Thường thì trộn phân chỗ nào không đều, mình trồng số nhiều, mình trồng đại trà, mình hốt đại vô đó, mình để cái cây mình sang chậu qua thì mấy cái chậu đó tưới nước nhìn vô là biết liền ha, nó bị héo, nó khô hết trơn luôn. Cái chậu nó ăn rễ ở trong hầu như là rễ nó quá nhiều rồi, mà ở trong đó thì chấu không, nó khô, mình tưới vô cái này rút liền luôn, anh chị dở là nước chảy te luôn á. Mà nó rất là nhẹ nha. Còn cái chậu mà anh chị mà vô phân ở trong này nhiều, ví dụ như sơ dừa hết này kia giữ nước nhiều á, anh chị tưới xong chị dở lên nó tầm khoảng 2-3 kg, cái chậu nó nặng á, nó hút nước chưa. Còn cái chậu như thế này thì anh chị dở ra nó nhẹ thật, tại vì nó thoát nước hết trơn rồi. Thì ở clip này em chia sẻ cho anh chị mình bấy nhiêu đó ha. Anh chị nào có gặp cái gì mà khó khăn trong quá trình mà mình chăm sóc cái cây, hoặc là mình bứng cái cây về mình vô chậu đó, anh chị cứ bình luận lại cái dưới cái một video này nè, rồi em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình, em hướng dẫn, em chia sẻ cho anh chị mình ha. Thì em ở đây em bứng cây cũng rất là nhiều, em cũng xây vô chậu rất là nhiều, nói chung là không phải là sống hết trơn đâu anh chị. Nhiều cây nó cũng khó chịu lắm, thì có cây nó sống, có cây nó chết nha. Nên là em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái kinh nghiệm của em bứng vô thì cây nào thường nó dễ chịu, cây nào nó khó chịu và nó dễ chết ha. Thường em bứng vô ở đây em thấy là cây tre tím sen anh chị, tím sen lá chung nè, bứng để nguyên cái tàn vậy luôn, vô chậu vẫn sống nha anh chị, không sao hết trơn. Bữa đó em bứng cây này nó bể bầu luôn, vì héo 2-3 ngày luôn, em làm không kịp, giờ em mới vô chậu mà anh chị thấy nó xanh lè rồi đó. Còn mấy cây kia anh chị thấy lưa thưa hết trơn, nó là rụng lá nó muốn chết trơn, bây giờ mà chưa tháo lưới mát ra được nữa nè, nó không lên chồi. Tại vì bữa đó là em bứng về nhiều quá, em làm không kịp, không có cắt tàn nó kịp anh chị, nó mất nước, nó mất sức, nó xì, nó chết, bữa sau rụng lá rồi anh chị. Còn mấy cây nào mình cắt tàn kịp á thì nó không sao ha. Rồi thì clip này em chia sẻ bấy nhiêu đây, anh chị nào có
quan tâm theo dõi thì mình muốn xem những clip khác nữa thì anh chị cứ bấm vô một đăng ký kênh ủng hộ em ha, và bấm like video này, khi nào mà em ra clip mới thì anh chị sẽ xem được liền. Còn về cái cập nhật giá bông trang đồ này kia đó, thì hiện tại bây giờ là bên vườn em nghỉ rồi nha anh chị. Hiện tại bây giờ ship người ta nghỉ hết trơn, không có gửi hàng được. Thì em cũng còn gửi mấy cái hàng, không phải là em còn gửi mà là cái hàng em đã gửi rồi, hiện tại tới bây giờ là tầm khoảng 10 ngày rồi, thì cũng còn tầm khoảng mười mấy đơn đó, anh chị mình không có nhận. Nói chung cũng gần Tết rồi mà nhiều anh chị đặt hàng cũng ngộ quá, anh chị đặt xong rồi cái anh chị hẹn không, ship người ta giao mà anh chị hẹn không, hẹn giết rồi bây giờ 10 ngày mười mấy ngày luôn rồi. Nếu mà gửi về em thì nói chung chăm sóc lại vẫn được, nhưng mà để nó ra bông thêm một đợt nữa thì nó mắc chi phí quá anh chị, nên em cho shipper luôn rồi. Thì anh chị nào sang năm anh chị nào có đặt hàng thì anh chị chắc ăn giùm em ha. Nói chung làm vậy thì anh chị cũng đâu có được cái gì đâu. Em thì em mắc cây mà em mắc tiền nữa, cái cây đó nói chung hư bỏ luôn đó anh chị, mắc cây mắc tiền nữa mà gần Tết nữa, anh chị làm vậy anh chi, nói chung là tội thiệt đó anh chị. Anh chị đừng làm vậy ha. Anh chị có xem được video này thì anh chị né né em ra giùm nha, em cũng sợ luôn rồi đó. Mười mấy đơn, mỗi người một đơn đó nha anh chị, số lượng cũng nhiều chứ không ít nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video, chúc anh chị xem video vui vẻ nha. Chào tạm biệt anh chị ha.